Jungle. Về cái phần đầu xe này rất là đẹp nha quý chị nhá, sơn xi còn bóng đẹp và toàn bộ xe thì cam kết không mất phần keo chỉ nào, không đâm xô tai nạn, máy số nguyên, an ninh pháp lý thì bao rút hồ sơ về thủ tục và hỗ trợ anh em sang tên. Đấy, toàn bộ kính đèn thì đều được dán phím cách nhiệt nhá, lốp láp của chiếc xe còn rất là dày này, từ các phần cu lốp này đến la răng của chiếc xe là la răng đúc nhá. Đây, tất cả các cái phần sắt xi khung gầm này cực kỳ đẹp nhé. Toàn bộ các cái phần đồng sơn này, bên lái bên phụ và phía sau của chiếc xe này còn rất là mới và đẹp nhé. Anh em nào mà có nhu cầu quan tâm đến cái dòng xe bán tải thì kênh em Lợi khá là nhiều để phục vụ quý anh chị nhé. Toàn bộ các cái phần đèn hậu phía sau này, sàn thùng này, đến tay nắm cánh cử này, khe hở cánh cử này đều rất là đẹp, bậc lên xuống này còn nguyên zin nhé. Kính đèn thì đều được dán phím cách nhiệt. Đấy, xe bên em Lợi cam kết bán chuẩn chỉ, không đâm xô tai nạn. Xe được trang bị xin nhan trên gương nhé, kính này. Đấy, kính lái của chiếc xe này, các cái phần gần cabo này còn mới và đẹp này. Đấy, toàn bộ các cái phần đèn pha, mặt ca lăng. Đấy, 4 cánh cử cốp trước cốp sau là nguyên bản nhá. Vâng, sau đây em sẽ quay vào phần nội thất bên trong cho quý chị xem. Và đây là cái phần nội thất bên trong của chiếc xe này, từ cột kèo cánh cử bên phụ của chiếc xe là đều nguyên zin nhé. Tất cả các cái phần táp lô, táp ly trước sau đều màu theo thời gian. Chiếc xe này thì được trang bị bộ ghế da zin theo xe từ đầu, màu trắng nhé. Trần của chiếc xe là bọc ni lông, bọc trần 5D và trải sàn 5D nhé. Tất cả các cái phần ghế phía trước đây, anh em nhìn từ cái táp lô, táp ly này còn rất là đẹp nhá. Bóng khí là được trang bị 2 bóng khí phía trước này. Tất cả các cái phần ốc tai này đến tay nắm cánh cử còn khá là sáng và đẹp. Hộp số tự động 1 cầu nhá. Và màn hình cũng được lắp thêm này, cam hành trình được bác chú lắp rồi này. Vô lăng ngủ số này rất là đẹp và mới nhá. Toàn bộ xe thì nội thất còn tinh tươm, cực kỳ mới. Đấy. Về các cái phần keo chỉ cánh cử tai nạn ngập nước là anh em yên tâm, bên em Lợi là không làm xe tai nạn ngập nước nhé. Đây là cái phần sàn thùng của chiếc xe này, hai bên sàn thùng khá là đẹp, đèn hậu này. Đấy, body kit này đến các cái mép đèn này còn rất là mới và đẹp này. Cột kèo này đến sàn thùng rất mới. Và toàn bộ các cái phần cánh cử bên lái của chiếc xe đây. Đấy, gioăng chống ồn này. Xe nhập nguyên chiếc Thái Lan nhá. Anh em đi xe này thì cũng khá là chắc chắn. Ở cái tầm tài chính được đời cao mà giá hợp lý, chỉ có trên phiên bản của Chevrolet Colorado. Đấy, dòng bán tải Colorado thì giá là mềm nhất rồi. Đấy, mà lại được xe nhập và toàn bộ xe thì đời cũng khá là cao, 2019 nhá. Đấy, đây là cái khoang động cơ của chiếc xe này. Xe Chevrolet Colorado thì trên phiên bản đời 2017 là sử dụng động cơ máy dầu 2.8 và trên chiếc 2018 này thì sử dụng động cơ máy dầu 2.5 nhé. Và toàn bộ máy này là máy mới rồi. Tất cả các cái phần ốc máy, chân máy đều zin hết nhé. Máy này, hộp số là bao zin, từ các cái ốc cabo này, keo chỉ là zin hết nhé. Đấy, toàn bộ đầu rằng này, tem mác đầy đủ hết và tuyệt nhiên không có đâm xô của các phần đầu. Đấy, anh em nào mà quan tâm đến cái chiếc Chevrolet Colorado sản xuất năm 2019 số tự động 1 cầu máy dầu ở cái tầm tài chính hơn 400 triệu một chút thì liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090 hoặc các bạn có thể qua địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được xem và tư vấn trực tiếp nhé. Em Lợi xin chào gặp lại quý anh chị các bạn trong một video gần nhất.